Bạn muốn tạo một bảng chấm công để khi thay đổi tháng thì ngày và thứ tự động thay đổi như thế này thì xem hết video này nhé. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn từ một file trắng như thế này để lên một file hoàn thiện một bảng chấm công như thế này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chọn toàn bộ bảng này để thay đổi phông chữ về Times New Roman, và thông thường thì mình thường chọn là phông chữ 12. Tiếp theo thì mình tạo tháng và năm tại đây, tháng 03 năm 2023, Enter. Bạn sẽ nhập các thông tin cơ bản của nhân sự tại đây: số thứ tự, mã nhân viên, tên nhân viên, chức vụ, phòng ban. Tiếp theo thì bạn tạo ngày như sau. Bạn sẽ dùng hàm date, bảng date, mở ngoặc. Năm thì sẽ là năm 2023, tức là OI3 này. Bạn cố định bằng cách F4, chấm phẩy, tháng thì sẽ là OG3, bạn cố định bằng cách F4, chấm phẩy, ngày thì bắt đầu bằng ngày 01, bạn gõ 01, đóng ngoặc, Enter. Bây giờ bạn sẽ rút gọn lại ngày như sau, bạn bấm đồng thời tổ hợp phím, Ctrl 1, hộp thoại xuất hiện, tại đây bạn chọn Custom, tại thai thì bạn gõ DD, hai chữ D, OK, thì nó sẽ hiển thị ngày 01 nhé. Tiếp theo thì bạn sẽ đặt công thức là bằng ngày 01 cộng thêm 1 ngày để tịnh tiến ngày, thì nó sẽ ra ngày 02, và bạn kéo đến hết ngày 31, bởi vì một tháng dài nhất thì sẽ có 31 ngày. Đây mình có 21 ngày, bây giờ mình sẽ kéo đến 31 ngày nhé. 30, 31, OK. Đây là danh sách 31 ngày. Bây giờ thì mình sẽ thu nhỏ cái khoảng cách này lại. Bạn chọn toàn bộ các cột này, sau đó tích đúp chuột vào đây. Đó, vậy là mình đã thu hẹp lại khoảng cách ô rồi nhé. Bây giờ nhìn chỗ này không được đều thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại một chút nhé. Mình cho 5 sang đây, gộp ô lại, 5 ô 5. Ô 5 mình cũng gộp ô lại như thế này. Ô tháng thì mình có thể chuyển sang đây. Rồi, bây giờ mình lại thu hẹp lại. Rồi, bây giờ ô tháng mình cắt sang đây thì sẽ đẹp hơn. Mình định dạng như thế này. Rồi, OK. Bạn sẽ bôi đậm lại để dễ nhìn. Với các số tháng và năm thì bôi màu để dễ dàng nhận ra. Rồi, bây giờ thì bạn sẽ tạo thứ như sau. Bạn sẽ dùng hàm weekday. Mình sẽ đặt hàm weekday ra bên ngoài bằng weekday, mở ngoặc, ô ngày này, đóng ngoặc, Enter. Thì bạn sẽ thấy là ngày mùng 1 tháng 3 thì trả về kết quả là thứ tư. Mình cùng kiểm tra lịch nhé. Bạn tích vào đây. Ngày mùng 1 tháng 3, đây ạ, thì là ngày thứ tư. Bạn kéo tiếp sang đây thì ngày mùng 5 tháng 3, mùng 5 tháng 3 tức là đây sẽ là ngày chủ nhật. Tức là số 1 thì có nghĩa là chủ nhật, còn số 2 đến số 7 thì tương ứng với thứ 2 đến thứ 7 nhé. Bây giờ bạn sẽ đặt thành chủ nhật và thứ 2 đến thứ 7 để cho dễ nhìn hơn như sau. Bạn sẽ đặt công thức bằng if mở ngoặc. Nếu như weekday của ô F8 đóng ngoặc bằng 1, tức là chủ nhật, thì mình sẽ trả về kết quả là chủ nhật. CN là ký tự chuỗi, bạn cho trong ngoặc kép. Nếu không thì mình sẽ trả về kết quả là thứ 2 đến thứ 7, thì bạn sẽ dùng thêm ký tự T đóng ngoặc kép nối với weekday mở ngoặc ô F8 đóng ngoặc Enter, thì sẽ ra kết quả là thứ tư. Bạn kéo công thức đến hết ngày của tháng nhé. Như vậy là bạn đã tạo được thứ rồi nhé. Tuy nhiên là ví dụ như bạn chọn là tháng 2 thì bạn sẽ thấy là tháng 2 chỉ có 28 ngày thì nó sẽ thừa mất 3 ngày ở đằng sau. Trong trường hợp này, nếu như bạn không muốn hiển thị 3 ngày này thì bạn sẽ làm như sau nhé. Bạn sẽ dùng hàm if kết hợp với hàm end of month như sau nhé. Tại ô AH8, tức là bắt đầu từ ngày mùng 1, thì bạn sẽ đặt công thức như sau. Bằng if mở ngoặc end of month, mở ngoặc bạn kết hợp thêm hàm date. Năm thì sẽ là năm 2023, tức là OG3 này, cố định bằng cách F4 này. Chấm phẩy, tháng thì sẽ là OG3, cố định bằng cách F4. Ngày thì là ngày 01, tức là ngày cuối tháng của ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023. Nếu như ngày cuối tháng của ngày mùng 1 tháng 3 2023 mà bằng với ô AG8 thì mình sẽ trả về kết quả là ký tự trắng. Nếu không thì bằng ô AG8 cộng thêm 1, bạn đóng ngoặc để kết thúc hàm if.
Enter. Đang bị lỗi, để mình kiểm tra lại một chút. À rồi, hàm nupman của mình vẫn chưa hoàn thiện. Ok, đẹp. Rồi nupman, nupman thì bạn gõ thêm chấm phẩy không vào đây cho mình. Đóng vào. Đó, thì toàn bộ cái nupman này, tức là ngày cuối tháng của ngày 1 tháng 2 2023 mà bằng OAG8 thì sẽ trả về kết quả là ký tự trắng, còn nếu không thì trả về kết quả là OAG8 cộng 1. Enter. Bị thừa mất dấu ngoặc. Excel đã xử lý luôn cho mình rồi. Ok rồi. Đây công thức đây bạn nhé. Vẫn là công thức vừa rồi thôi. Rồi sau đó thì bạn kéo công thức xuống phần còn lại. Sau khi kéo xong thì vẫn bị lỗi, thì mình sẽ kết hợp thêm một hàm if nữa, là bằng if mở ngoặc nếu như ô trước đó mà bằng ký tự trắng thì sẽ trả về ký tự trắng, còn nếu không thì mình dùng hàm như vừa rồi. Đóng ngoặc. Enter. Rồi bạn kéo công thức. Rồi bây giờ thì không còn lỗi nữa nhé. Tiếp theo thì bạn sẽ đặt lại công thức phần thứ. Bạn sẽ thêm một hàm if, if mở ngoặc nếu như OF8, tức là ô ngày mà bằng ký tự trắng thì trả về là ký tự trắng, còn nếu không thì sẽ dùng hàm if mà mình đã gõ công thức. Đóng ngoặc. Enter. Bạn kéo lại công thức nhé. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ gộp ô lại. Gộp ô lại. Bạn copy bằng cách là tick vào format V và chọn toàn bộ vùng này. Mình sẽ tạo bảng cho nó như tạo bảng nhé. Bạn tick vào đây. Tạo bảng, lấy ví dụ 1, 2, khoảng 9 người. Mã số thì mình sẽ là 001, 002. Kéo xuống. Tên, tên nhân viên thì sẽ là nhân viên 001, nhân viên 002. Bạn tích lúc để kéo xuống. Chức vụ mình lấy ví dụ như là trưởng phòng, phó phòng, nhân viên. Ví dụ toàn bộ bên dưới là nhân viên, mình kéo xuống đây luôn. Phòng ban mình sẽ lấy là phòng kinh doanh chẳng hạn. Kinh doanh, copy xuống bên dưới. Rồi, bây giờ thì mình đã tạo xong là ngày và thứ tự động thay đổi này. Bây giờ mình thay đổi, ví dụ mình thay đổi tháng 3 thì ngày và thứ sẽ tự động cập nhật nhé. Thay đổi sang tháng 6 thì cũng sẽ như vậy. Đây, ví dụ mình lấy là tháng 3. Bây giờ mình sẽ tô màu cho ngày thứ 7 và ngày chủ nhật, để khi tháng thay đổi thì màu cũng sẽ tự động thay đổi nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu cho ngày chủ nhật. Bạn sẽ làm như sau. Bạn chọn toàn bộ vùng dữ liệu mà bạn muốn tô màu. Sau đó thì bạn vào thẻ Home, chọn Conditional Formatting, chọn New Rule. Hoặc tại xuất hiện, tại đây thì bạn chọn cái cuối cùng này và bạn đặt công thức như sau. Bằng Weekday, bạn sẽ dùng hàm Weekday nhé. Weekday của ô F8. Bạn sẽ cần cố định dòng để các dòng còn lại sẽ chạy theo màu của dòng số 8 nhé. Bạn F4 một lần để cố định dòng 8. Đóng ngoặc. Bằng 1 thì tức là chủ nhật, thì mình sẽ tô màu như sau. Tích vào format, chọn pin. Ví dụ như mình tô màu cam. Ok. Ok. Đó thì ngày chủ nhật sẽ được tô màu tự động. Và tương tự đối với ngày thứ 7 mình cũng làm như vậy. Chọn vùng dữ liệu. Sau đó vào thẻ Home, chọn Conditional Formatting, chọn New Rule. Bạn tích vào cái này và đặt công thức tương tự như vậy. Bằng Weekday mở ngoặc ô F8 F4 một lần để cố định dòng 8. Bằng thứ 7 thì tức là bằng 7. Bằng 7 thì sẽ ra kết quả là thứ 7. Format mình sẽ tô màu xanh như thế này. Ok. Ok. Thì ngày thứ 7 sẽ được tô màu xanh và chủ nhật thì tô màu cam như thế này nhé. Và khi bạn thay đổi tháng này, đó, thì màu sẽ tự động được cập nhật nhé. Đây. Đấy, thì sẽ được tự động cập nhật như thế này. Sau khi mà đã tạo được ngày và thứ tự động thay đổi, cũng như là màu của thứ 7 chủ nhật tự động thay đổi khi bạn thay đổi tháng và thay đổi năm, thì mình sẽ lập công thức chấm công như sau nhé. Để lập được công thức chấm công thì bạn sẽ cần có quy tắc chấm công của công ty bạn. Ví dụ mình có quy tắc chấm công như sau. Quy tắc vui đậm, yên nghiêng này. Nếu đi làm cả ngày thì đánh dấu là x này. Nếu đi làm nửa ngày thì sẽ đánh dấu là x trên 2.
Mình sẽ cho cái ô x này sang đây để cho nó cùng cột. Nếu nghỉ phép, nghỉ phép thì sẽ chấm công là chữ P. Nếu nghỉ ốm này, nghỉ ốm thì sẽ chấm là chữ O này. Còn nếu nghỉ không lương này, không lương thì sẽ là không lương. Đây là cái quy tắc chấm công. Mình ví dụ sẽ có cái quy tắc như thế này. Bây giờ thì mình sẽ tạo thêm một số chỉ tiêu là tổng công này, nghỉ phép, nghỉ ốm, đây là nghỉ không lương. Tổng, bạn sẽ gộp ô lại. Đây, bạn gộp ô lại. Sau khi gộp ô xong thì mình sẽ chọn cái này để nó tự động xuống dòng. Kéo giãn dòng ra một chút để nhìn đẹp hơn. Căn giữa. Ok. Bạn có thể thu hẹp lại nhé. Rồi, bây giờ mình tạo bảng cho nó. ANH, BO. Mình sẽ tô đậm cái phần này để dễ nhìn hơn. Bôi màu. Màu sắc thì bạn có thể tùy chọn theo màu mà bạn thích. Chọn toàn bộ bảng để có thể là căn giữa dòng này. Ok. Bây giờ để tránh chấm công bị nhầm lẫn thì mình sẽ kiểm soát dữ liệu nhập vào trong bảng chấm công như sau. Bạn sẽ chọn vùng dữ liệu, sau đó vào data, chọn data validation, chọn tiếp data validation. Hoặc tại xuất hiện, tại allow thì bạn chọn list. Tại đây thì bạn chọn cái danh sách mà bạn cho phép nhập liệu. Đây là cái danh sách mà mình cho phép nhập liệu. Do là quy tắc chấm công mình điền liên tiếp như thế này nên mình có thể kéo và chọn vùng dữ liệu này được. Còn nếu trong trường hợp mà quy tắc chấm công của bạn không liên tiếp thì bạn sẽ cần gõ tay lại nhé. Ví dụ như gõ như thế này. Đấy, VO chấm phải KL. Ok, đấy, thì nó cũng sẽ có kết quả như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ chọn lại nhé. Chọn lại này, đấy, vào Data Validation này. Low chọn list. Mình sẽ chọn theo danh sách như thế này này. Ok. Đó, thì nó sẽ có kết quả giống như vừa rồi. Đây, thì mình sẽ kiểm soát được dữ liệu nhập vào chỉ theo cái danh sách mà mình đã quy định sẵn. Bây giờ mình sẽ chấm công mẫu để mình đặt công thức tính ngày công nhé. Ví dụ thứ bảy chủ nhật nghỉ này, thì mình sẽ chấm công như thế này này. Ctrl C này. Đây. Mình sẽ xóa cái thứ bảy chủ nhật này đi. Thứ bảy chủ nhật mình đang tính là không đi làm. Rồi, ok, copy xuống bên dưới nhé. Ctrl D. Rồi, bây giờ sẽ thay đổi một chút dữ liệu ở đây. Để mình đặt công thức nhé. Rồi, bây giờ để tính tổng ngày công thì bạn sẽ làm như sau. Bạn sẽ dùng hàm COUTIF nhé. Đây, mình sẽ bôi màu cái phần này lại để cho dễ nhìn hơn. Bạn sẽ dùng hàm COUTIF như sau. Bằng COUTIF mở ngoặc. Range tức là vùng dữ liệu thì mình sẽ chọn vùng này. Từ đầu tháng đến cuối tháng. Chấm phẩy. Điều kiện thì sẽ là chữ X. Bởi vì những ngày đi làm thì được đánh dấu là X. Đóng ngoặc. Tiếp theo bạn cộng thêm hàm COUTIF mở ngoặc. Vùng dữ liệu tức là vùng này đây. Chấm phẩy, điều kiện tiếp theo là trường hợp x trên 2, tức là đi làm nửa ngày công, đóng ngoặc. Thì ở đây, ý nghĩa của công thức này như sau. Đối với COUTIF đầu tiên thì sẽ đếm xem là có bao nhiêu lần được đánh dấu x. Còn đối với trường hợp tiếp theo thì sẽ đếm có bao nhiêu lần xuất hiện là x trên 2. Do vậy thì bạn sẽ chia 2, Enter. Thì sẽ ra 17,5 công nhé. Tiếp, đối với ngày nghỉ phép thì bạn cũng đặt công thức như vậy. Bạn có thể copy công thức này, sau đó paste vào đây. Hoặc bạn gõ lại công thức cũng được nha. Bây giờ bạn sẽ sửa lại ngày phép thì quy định là chữ P. Đó, thì bạn sẽ đếm xem có bao nhiêu trường hợp xuất hiện chữ P. Đấy, bao nhiêu ô có chứa chữ P. Đấy, ở đây sẽ là 1. Và tương tự ngày ốm thì bạn cũng sẽ làm như vậy. Mình copy lại công thức nhé. Ctrl V, Ctrl V. Nghỉ ốm thì điều kiện của nó sẽ là chữ O, thì bạn gõ lại chữ O. Nghỉ không lương thì bạn gõ lại KL, Enter. Đối với trường hợp nghỉ phép này thì ngoài cái trường hợp là chữ B là nghỉ phép,
Ví dụ như công ty bạn quy định là nghỉ nửa ngày thì nửa ngày được tính công, nửa ngày trừ phép, thì mình sẽ phải cộng thêm cái trường hợp nửa ngày phép vào đây nhé. Thì mình sẽ cộng thêm hàm cao ít mở ngoặc vùng dữ liệu là từ đầu tháng đến cuối tháng này, chấm phẩy điều kiện thì là x trên 2, đóng đóng ngoặc kép này, đóng ngoặc này, chia 2 này, enter này, thì sẽ ra ngày phép là 1,5 ngày nhé. Và tổng thì bạn sẽ đặt công thức là bằng sum của các ngày này, đóng ngoặc enter, tức là tổng trong tháng có 21 ngày sẽ là ngày đi làm. Rồi bây giờ bạn tích đúp chuột vào đây để copy công thức xuống phần bên dưới. Tích đúp chuột. Đây, khi bạn thay đổi dữ liệu thì kết quả nó sẽ tự động cập nhật nhé. Đấy, bạn sẽ thấy kết quả tự động cập nhật. Bạn kiểm soát dữ liệu như thế này thì sẽ tránh nhập nhầm thông tin nhé. Rồi bây giờ về cơ bản là đã hoàn thiện được bảng chấm công, mình sẽ trình bày format lại cho đẹp hơn. Mình sẽ điền tên công ty lại đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn ABC đi. Phòng phòng nhân sự. Đó, bỏ highlight đi. Tích vào đây. Tố động chọn cái này, căn giữa dòng. Ok. Đối với các trường hợp này thì mình sẽ căn giữa ô, mình căn giữa ô ở đây luôn cho đẹp. Đó. Và đây, bạn đã hoàn thiện được một bảng chấm công có thể tự động thay đổi, đúng không ạ? Tự động thay đổi ngày và thứ khi thay đổi tháng. Và các công thức chấm công thì cũng đã được setup sẵn. File mẫu bảng chấm công này thì mình sẽ đặt tại phần mô tả của video, bạn có thể tải về nhé. Và bạn cũng đừng quên thực hành để làm được một bảng chấm công như thế này nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy giúp mình chia sẻ video này tới nhiều bạn bè của bạn hơn nhé. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm vào nút chuông để xem thêm nhiều mẹo hay trong Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.